nhìn kìa, mấy trái táo này ngon quá. Chị lấy cho tôi một rổ táo nha chị. Cảm ơn chị, có vẻ như nhà chị rất thích ăn táo ha. Trước giờ tôi chỉ biết cha nuôi thích ăn táo thôi. Con bé không chỉ thích táo đâu, nó thích tất cả những gì có thể ăn được. Hôm nay cha đua không đi cùng chị sao? Nhớ. Con bé bận luyện tập cho chương trình tài năng. Nếu học hành mà nó cũng chăm như vậy thì tốt quá. Vậy sao? Tôi sẽ đi xem con bé diễn. Năm ngoái con bé nhảy giỏi ơi là giỏi, tôi coi là mê quá trời luôn. Chắc ở trong trường con bé nổi tiếng lắm hả? Mình đi mua trái cây hay nói chuyện về chị vậy hả mẹ? Con là em gái của cha đua có phải không? Tên của con là gì vậy hả? Dạ phải, con là Mimi đó cơ. Nhìn con không giống cha đua lắm. Vậy nha, tôi đi chợ tiếp đây. Lần trước mình đã nói tên rồi, vậy mà cũng cần hỏi lại. Mẹ cha đua khỏe không chị? Mẹ cha đua, hôm nay cá về ngon lắm nè. Ôi trời. Hôm nay cha đua không đi với chị sao? Mẹ ơi, mấy cô chú có từng gọi mẹ là mẹ Mimi thay vì là mẹ cha đua không? Sao vậy? Con buồn khi mọi người gọi mẹ là mẹ cha đua sao? Đâu có, con có buồn gì đâu. Một, hai, ba, bốn. Phải là Mimi không? Cái này... Em còn nhỏ lắm, vẫn chưa sẵn sàng có bạn trai đâu. Em có thể đưa cái này cho chị em giùm anh được không hả? Không, mình không bao giờ muốn học cùng trường với chị cha đâu đâu. Có chân. Mimi nè, em là em của cha đua có phải không? Cô Diễn còn thuốc mỡ lần trước cha đua dùng đó. Lúc nào cũng cha đua, mình chán và mệt lắm rồi. Mimi ơi, em có sao không? Cô ơi cô, em không có giống chị của em đâu. Em là Mimi, mọi người đừng gắn tên em chung với cha đua nữa. Mimi à, em ấy bị làm sao vậy chứ? Con là chị Dân Hui có phải không? Dạ, con chào cô. Hôm nay con không đi chung với Dân Hui hả? Dạ phải, hôm nay em ấy đi thi toán rồi cô ơi. Thật vậy sao? Có đứa em thông minh vậy con chắc hãnh diện lắm. Đúng vậy, nếu bây giờ mình nổi tiếng hơn chị cha đu thì... Con là chị Mimi đó sao? Tên con là gì vậy? Dạ con tên là cha đu. Phải rồi ha, chị của Mimi tên là cha đu. Vậy mà cô cứ quên hoài à. Chị của Mimi hả? Con muốn mua táo không con? Hôm nay Mimi không đi với con sao? Con bé là chị của Mimi đó. Mimi đâu rồi con? Mimi. Mình nhất định sẽ nổi tiếng hơn chị, và mình sẽ làm cho mọi người phải nhớ tới tên của mình mới được. Mimi ơi. Ủa, em ấy đi đâu rồi?
Ôi trời, hôm nay con làm bài tập xong sớm vậy hả? Mẹ ơi, Mimi đi đâu rồi mẹ? Ôi, con bé nói là nó ra ngoài với bạn rồi. Ra ngoài với bạn? Mimi đang bị thương thì có thể đi đâu được? Chị ơi, hôm nay em thật sự vui lắm luôn. Hôm nay chị cũng vui hơn chị đã tưởng tượng luôn á. Chào chị, ngày mai gặp lại chị ha. Em làm gì ở nhà của anh Huy vậy hả? Trời mây mây. Chị Chadu, chị đang làm gì ở đây vậy? Câu này chị phải hỏi em mới đúng đó. Em cũng có cuộc sống riêng mà, chị cứ lo cho cuộc sống của chị đi. Vậy tại sao cuộc sống riêng của em lại liên quan tới anh Huy? Em, bộ em không biết bạn đó hay chọc phá chị hay sao? Đó là vấn đề của chị mà. Và không có nghĩa là em phải ghét chị ấy, hiểu không? Chị em nói gì hả Mimi? Em đang giỡn chơi với chị sao? Hôm nay em bị gì mà cư xử lạ vậy? Mau đứng lại cho chị đi. Ha, bây giờ hai người đó đi chơi chung với nhau luôn. Ngày mai gặp lại nha. Mình đi thôi. Dạ. Xin chào các em học sinh thân mến. Điều mà các em đang mong chờ sắp đến rồi đây. Chương trình tài năng sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều thí sinh tài năng sẽ trình diễn những tiết mục vô cùng tuyệt vời. Các em hãy từ từ thưởng thức nha. Cha đưa ơi, nhìn bạn tuyệt vời quá đi. Cũng y như mọi năm thôi mà. Cha đưa ơi, tiếp theo là tiết mục của em đó. Chuẩn bị đi nha. Dạ, em biết rồi thưa thầy. Mọi người xin hãy chú ý, tiết mục tiếp theo sẽ là chơi cha đu qua phần trình diễn nhảy đường phố. Có chuyện gì vậy? Cha đu sao lạ quá à? Bị làm sao vậy? Chadu à, sao bạn diễn kỳ cục vậy? Và tiếp theo sau đây là phần trình diễn múa ba lê tuyệt vời của Choi Mimi. Tới lượt của Mimi rồi kìa. Bạn chơi với em của mình thì cũng được thôi, nhưng đừng để hành vi của bạn làm ảnh hưởng tới em ấy. Cái gì? Chẳng qua mình thấy em ấy quá tội nghiệp cho nên mới giúp đỡ thôi. Bạn đang nói cái gì vậy hả? Mimi muốn đạt giải nhất trong cuộc thi tài năng nên em ấy đã nhờ mình dạy múa ba lê đó. Chuyện này nghe vô lý hết sức. Mimi có bao giờ quan tâm tới những thứ đó đâu. Cái này là do bạn nghĩ vậy thôi. Em ấy quá mệt mỏi với việc mọi người luôn gọi mình là em gái của cha đu rồi, nên em ấy muốn nổi tiếng hơn bạn. Bạn nói thật sao? Lúc mới nghe mình còn thấy mắc cười, nhưng Mimi rất nghiêm túc. Con bé chăm chỉ luyện tập tới nỗi chân sưng hết lên. Mình hoàn toàn không biết gì hết. Không ngờ con bé buồn tới vậy. Mimi thật tuyệt vời. Hôm nay em là nhất đó. Em ấy giỏi hơn cha đu luôn. Giỏi hơn rất nhiều nữa là đằng khác.
Mọi người, ngay bây giờ tôi sẽ công bố giải thưởng mà các em đã bình chọn. Giải nhất đã thuộc về thí sinh Trôi Mây Mây. Ôi trời ơi, mấy trái táo này nhìn ngon quá. Chị cho tôi một rổ táo nha. Ôi trời, là con hả Mimi? Hôm bữa cô có đi coi con diễn nè, rất tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn. Công nhận nha, chị có mấy đứa con gái tài năng ghê vậy đó. Mimi à, con đem về chia với chị con đi nha. Chị ăn trái bự hơn đi. Được rồi, chị nhường trái bự cho em. Không đâu, chị cứ cầm lấy đi.